Rồi, có lẽ là mình sẽ ghi lại một vài cái khoảnh khắc của cái trận đánh này bên phía Sen cộng với lại GHK và PFK đang chiến đấu với lại FBAK, RZ và GAON ở trên chiến trường Moscow. Đây là trong cái khuôn khổ trận đánh ở vàng 1. Thì chúng ta cũng cùng xem là cái cuộc chiến này kết thúc nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì hiện tại để giới thiệu thêm cho các bạn về cái bối cảnh của cái cuộc chiến này, chúng ta sẽ thấy là vị trí nó đang diễn ra ở cái khe hẻm này. Đây là cái khe hẻm mình gọi là chết chóc, rất khó công và dễ thủ. Đấy, PFK thì họ xây dựng được cái CC ở đây và lợi dụng được cái thị trấn của Hắc Quạ để làm cái phần phòng thủ ở cái khe hẻm này. Còn GAON là một cái liên minh cần đối chọi lại với cả GHK, thì hiện tại là đang phải bật khiên phòng thủ. Đấy, và chờ sự giúp đỡ của đồng minh. Trong khi đó thì Sen đang xây dựng được thêm cái điểm nhảy của họ ở bên này để giúp đỡ GHK và PFK, và SAZ, một đồng minh khác của họ, cũng đã xây dựng được cái phần điểm nhảy ở đây. Thì cuộc chiến nó sẽ tập trung vào cái chỗ này, thay vì là cái phần mảnh đất ở bên trên này. Đây các bạn nhìn thấy lược đồ phân bố quân đội của Sen luôn, không ngại, nhưng mà có lẽ là mình sẽ phải tắt cái phần tác cờ này đi để xem nó được khách quan hơn. Đấy, hiện tại là quân lực của Sen đang diễn ra ở đây thôi. Nhưng có lẽ là sau khi xây dựng xong cái điểm nhảy thì toàn bộ những người chơi của Sen ở mặt trận phía bên trên này thì có thể tele xuống dưới này để hỗ trợ cho PFK và GHK chiến đấu lại với những cái lực lượng bên dưới. Ok, thì toàn bộ cái khu vực ở phần bên trên góc từ 1 giờ cho đến góc 3 giờ. Đấy, góc 3 giờ là đều được sự kiểm soát của bên phía Sen. Còn ngược lại ở góc 6 giờ cho đến góc 9 giờ bên này là thuộc phe đối lập. Đó, chúng ta đang có một cái sự phân bố rất hài hòa và khả năng là kèo rất cân đối với cái chiến trường này. Mình thấy rằng là ngay từ giai đoạn đầu của cuộc chiến là Sen đã đánh với FPAK và RZ trong những ngày đầu tiên. Nhưng sau đó thì họ không thể nào mà trụ mãi trong cái cuộc chiến đấy được. Họ phải di chuyển địa điểm của mình, quân doanh của mình sang vị trí khác. Và bây giờ chúng ta vẫn đang có cái cuộc chiến rất là hay. Ok, rồi thì mà cái video clip đang ghi lại cái cảnh chiến đấu của PFK cộng với GHK và Sen ở cái mặt trận bên phía tay trái của bản đồ San Fran, bản đồ Moscow. Thì hiện tại là bên BFK đang cố gắng đẩy những người chơi của FBAK về vòng tuyến phía sau. Anh chàng này đang sử dụng cái phần búp từ chiến thuật chỉ huy, chiến thuật chỉ huy. Đó, thì cái búp này nó khiến cho quân đội của anh ta có thể có được nhiều sát thương hơn, gây ra các tập đoàn quân của PFK như vật đợt đánh vừa rồi. Đấy, rất hay. Ok. Đấy. Đấy. Rồi, đấy, cuộc chiến đang diễn ra rất là khốc liệt và chúng ta sẽ cùng xem là ở trên chiến trường này thì đến cái phút cuối thì liệu rằng GAON có thể sử dụng được cái lợi thế của mình về khoảng cách di chuyển của quân đội và lợi thế ưu việt về sức mạnh quân đội hay không. Còn trong khi đó thì bên phía PFK và SAZ liệu có phòng thủ được thành công cái quân doanh, cái căn cứ địa đang bị cháy này hay không. Rồi, tạm thời mình cứ sử dụng búp đi, bởi vì các búp này thì nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, nó vẫn được hồi phục theo thời gian, mình cứ dùng thoải mái. Ok. Đó. Rồi, bạn Anh Hoàng phát biểu cảm nhận là cái tính năng chiến thuật chỉ huy này có thể làm boss khỏe hơn thì rõ ràng. Nhưng mà boss thì nhiều khi không có lượng, không được lượng online giống như là người chơi cái chay đâu. Đấy. Nhưng mà nếu như họ online thì đúng là quân đội của họ khỏe hơn thực sự. Nhưng mà nếu như họ không online thì nó cũng là bình thường thôi, bởi vì boss thì gửi quân thì cũng vậy thôi mà. Đấy, cái quan trọng nhất ở chiến trường cái tính năng đó là bạn phải thực sự online và bạn phải sử dụng chính xác được những cái thứ mà lợi tức của chiến thuật tập đoàn quân đem lại. Chứ nếu như bạn không sử dụng được thì cũng vậy thôi nhỉ. Yeah.
À, xin chào Mèo Mèo. Hai vợ chồng Mèo Mèo và Gâu Gâu là một trong số những gia đình xây dựng một cái máy chủ ở S58. Mình cũng có khoảng thời gian follow vào cái chiến trường của anh em S58. Tuy nhiên là đối với mùa hiện tại thì nó không có nhiều gay cấn lắm thì phải, đúng không? Đấy, bởi vì là các cái đối thủ của S58 thì họ dường như là mất động lực chiến đấu sớm quá, cho nên là không có nhiều điều kiện để xem về cái chiến trường này. Chứ nếu không mà cái chiến trường đối thủ của S58 mà họ đánh căng nữa giống như ở đây thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ xem qua về chiến trường đó. Mình thấy cũng là khá là hay. Trong khi đó thì S58 có thể mạnh mẽ chiến đấu sòng phẳng với những cái liên minh đến từ S55, rồi là những liên minh lâu đời hơn. Rồi anh em bên phía GAON đang bị mất thế trận. Mình gọi là mất thế trận. Toàn bộ các rally của GAON vừa rồi đã bị tiêu diệt hết. Và bây giờ Sen cộng với GHK đang tiến lên để thiêu đốt lại những cái đơn vị quân đội còn lại của GAON, nhằm không cho đối thủ gọi là tập hợp quân đội. Ở trong cái trò chơi game này mình thấy còn có một cái điểm khá là đáng tiếc nữa. Khi mà không có một cái chiến báo báo về cho từng người chơi khi mà chúng ta gửi quân vào các cái rally. Ví dụ như mình đang gửi cái đơn vị heli của mình vào rally như thế này, thì cái kết quả chiến báo cuối cùng là dường như là mình không có. Thế thành ra là không xem được tổng quan xem là những người chơi khác đang sử dụng quân đội như thế nào và hiệu quả ra làm sao, đúng không? Khá là đáng tiếc. Và nếu như mà nó có một cái chiến báo tổng thể cho tất cả những người chơi có gửi quân đội vào sau khi mà cái chủ key họ xóa ra, đúng không? Xóa dã rally ra là chúng ta đều nhận được, thì khả năng nó cũng sẽ hay hơn và chúng ta sẽ có nhiều điều kiện hơn để xem. Ok. Đó, mình đang ở trong cái giao diện mà sử dụng cái chiến thuật tập đoàn quân. Đấy, thì cứ rình khi nào mà hai bên rally lao vào vã nhau như thế này là mình dùng thôi. Đó. Đấy. Đấy, còn dùng tiêu diệt được con nào hay không thì lúc đấy tính tiếp, nhưng mà chắc là có. Ok. Đấy, thì cứ lao vào tiêu diệt thôi. Được ăn được thì nó cũng bổ sung thêm, thay vì là đơn vị mình yếu quá cũng không giết được ai, thì thôi bây giờ sử dụng cái chiến thuật tập đoàn quân thì cũng giết được một vài đơn vị, thế là cũng ổn hơn rồi. Đến mùa giải này là mình thấy là có khá nhiều anh em free to play đã sở hữu được các đơn vị hóa xanh của mình rồi, tức là hoàn thiện một nhánh nghiên cứu rồi các bạn ạ. Rồi đến bây giờ là đến lượt PFK cũng phải bật khiên phòng thủ rồi. Đấy, đồng minh thì cũng chưa tới kịp. Quân đội của đồng minh vẫn chưa có mặt ở đây, cho nên là bên phía PFK cũng đã bật chế độ phòng thủ để khiên lên rồi. Rồi chúng ta đang được xem cái màn đốt cháy người chơi Black Dragon có skin bay đặc biệt. Đấy, cũng phải tốn khá là nhiều quân đội mới đốt được anh chàng này. Thì vừa rồi có một bạn hỏi mình là sau khi nâng cấp cô làng anh hùng nhân dân xong thì chúng ta nên đầu tư vào tướng pháo nào tiếp theo. Thì mình nghĩ là nắm đấm ong chích là một trong số những lựa chọn tuyệt vời để các bạn có thể đầu tư. Bởi vì cái bộ kỹ năng rất đặc biệt của anh chàng này, nó khiến cho các căn cứ của bạn có thể phòng thủ tốt hơn trước các cuộc tấn công của đối thủ, trong cả trường hợp solo bay lẫn đánh hội đồng. Ok.
Rồi bên sức mạnh của GAON thì mình thấy là quân họ quá đông. Đấy, trong khi đó thì bên cả Sen cộng với GHK đang ở đâu không 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 thấy cover cho bên phía PFK này nhỉ? Đó. Sen và SAZ đang ở đâu rồi? Đấy. Không không thấy quân đội của Sen và SAZ đang bơi ở phía này. Bên này thì có FPAK cũng đang tấn công lại các căn cứ của PFK. À, Black Cheyenne. Đấy, anh chàng Cheyenne này không biết đã bán được tài khoản của mình chưa, đã sang chủ mới chưa không biết. Ok. Đấy. Hiện tại là bên thấy bên GAON rất rất đông các đơn vị pháo binh và các đơn vị quân đội. Họ có khả năng phục hồi rất nhanh các rally để có thể đưa ra được chiến trường. Tuyệt vời. Anh chàng BBGo này mình đã va chạm cách đây 1-2 mùa rồi. Chơi chuyên về bộ binh, hiện tại anh ta đang có bộ binh hóa xanh. Không rõ là anh chàng này có tiêu phí vào trong trò chơi game không, nhưng mình thấy là nếu như mà là nông dân chơi free to play từ đầu đến cuối đến bây giờ thì khả năng hóa xanh được một đơn vị bộ binh cũng là có rồi đó. Và rất nhiều người chơi trải nghiệm được đơn vị bộ binh thấy nó thực sự là khá là khủng khiếp. Và có hệ số kiếm được các cái lượng sát thương gây ra là rất lớn. Cho nên là đối với những người chơi ở các máy chủ mới thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể lựa chọn bộ binh như là một đơn vị chiến đấu chủ lực của mình được. Tuy nhiên là cái cách đánh của đơn vị bộ binh thì chúng ta cũng cần phải xem xét lại về việc chiến đấu. Nhiều bạn nói rằng là bộ binh thì nhảy vào pháo thì cũng chết thôi. Cái câu nói này thì nó cũng vô cùng heli nhảy vào pháo thì cũng chết, mà xe tăng hạng nhẹ chạy vào pháo thì cũng chết. Nói chung là các đơn vị đứng trước mũi sát thương của pháo thì đều chết cả. Tuy nhiên là để pháo có thể làm được điều đó thì nó cần phải có số lượng. Một rally rất đông pháo, hoặc là để làm được điều đó thì pháo cần phải có sự bảo kê. Nếu như mà pháo không có sự cover thì nó cũng cực kỳ là yếu đuối. Quan trọng là số lượng giữa các đơn vị quân đội như thế nào thôi. Nhưng còn bạn mang một đơn vị bộ binh nhảy vào 15 con pháo thì rõ ràng là đơn vị bộ binh nó rất yếu. Nhưng thử mang một con pháo nhảy vào 15 đơn vị bộ binh xem. Đó, đúng không? Đấy, mình so sánh là phải so sánh cả hai trường hợp như vậy chứ không phải chỉ nói một chiều. Rồi là bạn mang một đơn vị heli vào đấu với 15 con pháo xem là liệu nó có sống lâu hơn bộ binh không. Quan trọng nó là như vậy. Đó. Nhưng mà nhiều người chúng ta so sánh là ui rồi bộ binh thì cũng chỉ một hit, nhưng mà suy cho cùng thì đơn vị nào cũng chỉ một hit của pháo nó cũng bay màu thôi. Quan trọng là pháo như thế nào, bao nhiêu pháo và bao nhiêu đơn vị khác. Đó nhá. Nhưng mình thấy là xét về mặt công bằng thì chơi bộ binh nó cũng có cái hay của nó. Đấy. Và chơi bộ binh nó cũng có cái khả năng chiến đấu của nó. Tuy nhiên là khi mà bạn gửi bộ binh của mình vào các rally thì cái người mà cầm được các rally đó cần phải biết cách chơi bộ binh. Còn nếu mà bạn giao bộ binh của mình cho những người chơi mà không biết gì thì khả năng nó hẹo rất là sớm. Hoặc nếu không thì tốt nhất là bạn nên tự điều khiển bộ binh bằng tay, bằng chính mình thì nó sẽ an toàn hơn và khả năng giành giật được kill nó cao hơn. Nó không dễ chơi giống như các đơn vị xe tăng hạng nhẹ, hoặc là đơn vị trực thăng, hoặc là đơn vị pháo. Đấy là ba cái đơn vị rất dễ chơi. Đấy, còn những đơn vị khác là chúng ta cần phải có sự chăm chút một chút về kỹ năng. Chứ không phải là chúng ta cứ thế chúng ta hùng hổ lao vào cuộc chiến là chúng ta giành được chiến thắng đâu. Rồi chúng ta sẽ cùng xem là bên phía GAON làm thế nào để đốt được anh chàng Black Cheyenne này hay không, và liệu có tổn thất nặng nề hay không. Rồi quân khá là đông nhưng mà chờ khá là lâu. Rồi đốt rồi. Đấy, sao lại để anh chàng có 20 triệu lực chiến quân đội đốt thế này. Đấy. Đấy.
cái kỹ năng của anh chàng Ong Trích và Bạch Kim nó khiến cho khả năng phòng thủ của căn cứ lên được rất nhiều, đốt cháy rất là lớn. Nếu như mà có những người chơi của PFK tele xuống cái khoảng thời gian này thì có thể là hỗ trợ được anh chàng Black Giant trụ vững được lâu hơn. Nhưng rất tiếc là hiện tại là không có ai tele xuống để hỗ trợ anh chàng này. Rồi, cũng bay màu. Nhưng mình nghĩ là khả năng là vừa rồi là cũng kiếm được khá là khá khá. Tầm 2.000 đến 3.000 nhỉ. Làm chùm mãi một thời gian cả. Mùa này thì bạn dễ dàng, thì mùa sau bạn sẽ phải chiến đấu với một môi trường khắc nghiệt hơn. Đấy là cái điều tất nhiên. Và mùa sau, ví dụ mùa này bạn gặp khó khăn, thì mùa sau bạn sẽ lại được gặp những cái đối thủ dễ thở hơn, đem đến cho bạn những niềm vui nhất định. Đó, chứ không đơn thuần là đều là khó khăn cả đâu, đúng không? Mình nghĩ là như vậy. Rồi mình sẽ dình để đốt được cái người chơi pháo này. Đấy. Đấy, ăn được đấy nhờ. À, ngon rồi. Thế thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. À, lính mình có ít thôi nhưng mình vừa gọi được một cái skill của chiến thuật tập đoàn quân nhảy xuống, thế là đớp được hai con pháo. Ôi giời. À, có nhiều bạn bảo rằng bỏ không chơi game lâu rồi. Nhưng mà mình thấy cái game này, cái sự thay đổi của nó cũng không quá là nhiều đâu. Ở các máy chủ mới mình thấy cái sự thay đổi nó vẫn còn nguyên. Đấy. Tức là nó vẫn giống như bạn chơi ngày xưa thôi, chứ nó không thay đổi quá nhiều. Đấy. Thời điểm bạn bỏ trò chơi đến bây giờ nó vẫn vậy thôi. Nó chỉ thêm những con tướng mới. Rồi thêm... chứ còn nó cũng không thêm cái gì mới cả. Cùng lắm là sự kiện khác đi thôi. Chứ còn đâu thì tướng mới thì... bạn sau này thì bạn càng chơi sau thì bạn lại càng có lợi về tướng, chứ không sao cả nhé. Rồi quân đội của FPAK và GAON đông quá, đây có hai liên minh mà đấu với lại ba liên minh bên kia. Như các bạn nhìn thấy là cái lượng khả năng hồi phục quân đội của mình còn không kịp để đánh. Đó. Mặc dù là mình đã búp tốc độ huấn luyện lên đến 20% rồi nhưng mà vẫn không đủ để đánh. Rồi các bạn vừa nhìn thấy một pha oanh tạc của nắm đấm Ong Trích. Mình nghĩ rằng những người chơi A Tình này đang có cả Bạch Kim lẫn lắm đấm Ong Trích và anh chàng họa sĩ, cho nên lượng sát thương anh ta gây ra là khá là khủng khiếp, đúng không? Toàn bộ pháo của GAL ở chỗ góc này cộng với FBAK dường như là đây đi viện hết cả rồi, nhìn phê thực sự. Nếu như mà không tiêu diệt nhanh cái đơn vị cái người chơi A Tình này thì khả năng cái khiên của anh ta lại được đầy dần. Úi giời ơi. Rồi sau một pha vừa rồi thì có lẽ là bên phía đồng minh của PFK thì khả năng đã lấy lại được cái thế trận. Mình gọi là lấy lại được thế trận rồi. Rồi đúng rồi, anh chàng Black Giant tele xuống đây để làm cái khiên phòng thủ cho cái căn cứ này cũng ổn đấy. Đấy. Bên phía GAON và FPAK cần phải tổ chức lại quân đội và đội hình, không nó đang đi loạn quá rồi. Đang đi loạn. Đẩy ngược lại về phía
cái ngôi làng của Hắc Quạ này là thành công rồi. Bên phía bên GAON và FPAK vẫn rất là đông quân đội. Chờ chút thôi, đừng có đơn vị con này mà cũng lao vào đấm nhau ngay. Nhiều khi chúng ta cầm rally, các bạn không không để ý đến lượng HP còn lại của các rally, mà chúng ta cứ thấy có quân cái là chúng ta cứ lao đầu vào đội hình của đối phương. Thế khiến cho là lực chiến thì thấp, không không tiêu diệt được bao nhiêu quân đội. Đấy. Thôi thì những cái lúc mà như thế này chúng ta nên gọi rút quân đội về và chờ nó hồi phục đầy để chúng ta lao ra chiến đấu thì nó hay hơn. Đúng không? Chứ còn lao vào như này không giải quyết được cái câu chuyện gì cả, chỉ khiến cho cái quá trình huấn luyện quân đội nó lâu hơn đi thôi. Đấy, thôi mình phải rút quân về thôi, chứ còn vụ bơm thế này thì không biết bao nhiêu cho đủ. Đấy, có một đạo đang heli đang đi móc móc lốp. Ở bên GAON vẫn còn đông lắm. Các bạn đang được chứng kiến cảnh một rally heli lao vào một rally pháo. Đó, đây nhìn kỹ hơn, khả năng là rally heli này cũng bay màu chứ không nói gì đến bộ binh. Đúng không? Đó, bay cũng bay màu cả, giống nhau cả thôi, cho nên là cũng không khác gì chơi bộ binh cả. Nhưng khả năng cái con hẻm này công được vào đây nó khá là khó. Bên phía GAON và FPAK có lẽ là lên chơi theo kiểu là cầm cầm cự phòng thủ ở cái giải đất này thì hay hơn, và chờ đốt cái quân doanh, cái căn cứ của PFK thì có lẽ là sẽ tốt hơn. Chứ còn bây giờ cứ lao vào chỗ này thì một là khó tiến công, bởi vì đánh hết được những người chơi này thì cũng phải tốn rất là nhiều, trong khi đó cũng không giải quyết được câu chuyện là đốt đất của họ, bởi vì là vẫn còn phải cái chướng ngại là cái quân doanh này, cái CC nó đang nằm ở đây. Đấy, thế nên là hiện tại là đang đánh là chỉ gọi là một là cầm cự, không cho đối phương đẩy quá sâu vào ra ngoài này thôi. Cũng còn mình cũng đừng nên cuốn theo cái lối chơi bên phía họ mà lao vào nhiều quá để tốn kém quân đội. Mình đoán là như vậy. Cứ đứng cầm cự rồi là cò cưa ở đây thôi, chứ cũng không cần phải lao vào quá sâu làm gì cả. Đấy là ý mình là như thế, bởi vì lao vào sâu cũng không giải quyết được câu chuyện gì nhá. Rồi, chúng ta đang thấy được đốt người chơi Khang 30. Anh chàng này còn ít HP thôi, cho nên là khả năng đốt nó cũng nhanh. Đấy. Chúng ta lại cùng xem là bên phía FPAK đốt cái người chơi Black Giant này như thế nào. Đây là lý do mà vì sao cái đợt đề xuất vừa rồi có người chơi lại muốn tăng cường sức mạnh của SH hơn nữa, nhưng mà nhà phát hành họ nói rằng là họ đã quan sát đủ nhiều và đủ thấy được rằng là đơn vị SH đang ở mức trạng thái tốt nhất rồi, không cần phải búp thêm một cái gì nữa cả. Đó, nhà phát hành họ nói là như vậy. Và sau khi ra được cái phần chiến thuật tập đoàn quân này cũng vậy, nếu như chúng ta sử dụng hợp lý thì đơn vị SH thực sự là một trong số những con bài rất là lớn. Ôi, ẩu rồi, chúng ta đang thấy có một đội người chơi không chờ đợi được đã sử dụng cái đơn vị 12 triệu lực chiến của anh ta để tấn công trước. Sau đó tất cả các hệ quả kéo theo là bộ binh cũng toang và pháo, dường như không biết có ăn được không. Toang rồi, đang đánh lại rút ra như thế này là không ổn rồi, chết quá nhiều. Ui rồi, pha vừa rồi mà nếu như có gói SOS nữa thì tuyệt vời luôn đấy nhá.
Rồi, nếu như anh em đang xem livestream thì có thể cho mình một like vào cái buổi livestream này được không? Bởi vì một cái lượt like của anh em sẽ giúp cho YouTube có thể phân phối tốt hơn đến cho người xem khác ở trên YouTube, và đó cũng là một trong số những cái động lực rất lớn để ủng hộ Hash Game tích cực livestream cho các bạn xem về các trận đánh ở trên Moscow và các cấp độ L4 khác. Còn nếu được nữa thì anh em có thể chia sẻ buổi livestream này cho cộng đồng người chơi của anh em ở trên Zalo, trên Discord và các cái nền tảng khác để có thể biết được về cái buổi livestream chúng ta cùng nhau xem. Một trận đánh rất là hay và hấp dẫn giữa các liên minh ở trên cấp độ vàng 1. Một là chúng ta xem ở trên đây xem là các đơn vị quân đội của những người chơi ở các máy chủ cũ họ lựa chọn ra làm sao và cách họ sử dụng các quân đội như thế nào. Và sức mạnh của các đơn vị sẽ thể hiện như thế nào. Và đó là tương lai của các bạn ở các máy chủ mới các bạn ạ. Đấy. Rồi ở đây mình thấy có thêm cả quân đội của RZ cũng đã được đẩy lên đến đây. Trong đó có RZ, FPAK và GAN đang tiếp tục bơm các quân đội của mình về phía của PFK. Một cái màn hành xác, một cái khe gọi là chết chóc. Đấy, khe núi chết chóc ở đây. Có rất nhiều các tấn sắt, tấn kim loại đã phải đã bị phá hủy ở trong cái không gian này. Thôi chết rồi, pháo của mình đi giữa đường bị ném bom mất rồi. Đứng ở cái góc của mình thì thực sự là gửi quân nó cũng rất là khó. Mà bây giờ cũng không biết gửi vào đâu. Thôi gửi con heli này vào đạo L vậy để lấy quân đánh nhau vậy, chứ còn cũng không biết thế nào. Mặc dù đơn vị SH tuy nó đi chậm nhưng mà nó vẫn hữu dụng trong nhiều tình huống cần đốt các căn cứ. Đó, cho nên là vai trò của nó vẫn có ở trong cuộc chiến. Tuy nhiên là ai là người chơi cái đơn vị đó mới là điều quan trọng. Đấy, và những người chơi cái đơn vị SH đó thì cần phải báo cáo với các cái nhà lãnh đạo là mình chơi đơn vị SH để cuối mùa không bị đuổi. Chứ nếu không chơi SH là khả năng kiếm kill rất là khó, mà không kiếm được kill thì không đủ. Đó. Đông nhờ các bạn nhờ. Đấy, nhìn đánh nhau như này nó mới mãn nhãn này.
chơi ở cấp độ càng cao thì cái sự va chạm giữa các rally càng nhiều, cho nên là các cái máy các bạn chơi nó cần phải có cấu hình cao một tí. Và nếu chơi trên điện thoại thì rõ ràng là không thể làm được gì trong tình huống này rồi, đúng không? Đấy. Như các bạn thấy là tại sao PFK họ lại rút cái CC ở đây đi để xây lại ở đây, mình cũng không rõ được cái ý đồ lắm, nhưng mà mình cho rằng là họ đang muốn chơi một bài chắc ăn hơn ở chỗ này thay vì là để ở đây và không có sự hỗ trợ. Đó. Và mục tiêu có lẽ là sẽ thu hút được GAON và FPAK đẩy sâu hơn vào cái con hẻm này. Đấy, con hẻm này để vào được lính dự định tốt hơn, mình đoán là như vậy. Rồi hai bên lại ngồi thiền với nhau cả rồi, bên RZ cộng với GAON cũng không đẩy lên nữa. FBAK cũng vậy, họ đang để lại các cái đơn vị quân đội ở dạng trạng thái phòng thủ thay vì là tấn công thêm. Mình thấy cái CC của PFK đang rất ngon ở chỗ này, có thể phòng thủ rất tốt, nhưng tại sao lại gỡ đi để xây về phía sau này, cũng mình cũng chưa hiểu cái vấn đề đấy lắm. Chúng ta lại thấy một màn đẩy quân tiếp tục của bên phe đỏ, đẩy sang phe xanh.
epic nó phải diễn ra được cái kèo cân cơ thì nó mới khắc nhiệt. Chứ còn đánh epic mà nó không cân được một tí nào thì khả năng là cũng khó, đánh nó cũng nhàm. Đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy ở các cái chiến trường nào mà cân đối với nhau thì chơi nó cũng sẽ vui hơn. Đúng không? Đấy, ví dụ như là vàng 1, vàng 2, vàng 3, thậm chí có những chiến trường bạc 1, bạc 2 chẳng hạn, nếu mà nó cân nhau chơi nó vẫn thấy căng thẳng. Đấy. Ôi chết, chạy không kịp. Kéo quân không kịp cái chết ngay. À, hôm nay ít nói, hôm nay đang bận đấm ở cái account này. Đấy, gửi quân nhưng mà bên Sen chưa có nhiều rally cho nên là mình cứ phải điều quân. Mà nhiều khi điều quân nó ham ấy, nó không biết nói cái gì cả anh em ạ. Xin cả thú lỗi nhá. Sorry. Ôi giời, khổ quá. Với lại vừa rồi là cái phần âm thanh của mình nó cũng không được ngon nghẻ cho lắm, bởi vì cái tạp âm bên ngoài nó nhiều quá. Nó do là mình hai đứa trẻ nhà mình nó nói tiếng hơi to cho nên là mình mới tắt đi, chứ không nó sợ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của người nghe, như giống như các bạn nó văng vẳng thêm cái tiếng bên ngoài vào xem nó cũng không được hay lắm. Đấy, chứ không phải mình bình luận ít đi, mà do là thôi cũng phải có điều kiện ngoại cảnh, đôi khi dừng lại ít chém gió đi một tí để cho mọi người cùng nhau cảm nhận về cái chiến trường này, độ khốc liệt của các chiến trường này nó như thế nào, đúng không? Hiện tại là bên FPAK và GAON đã đẩy thành công được bên PFK một vài các căn cứ về phía sâu hơn bên trong. Và đồng minh của họ hiện tại là Sen cộng với GHK đang ra sức để hỗ trợ PFK phòng thủ được cái con hẻm này. Bị mất con hẻm này là một cái chiến lược cực kỳ khó đối với cái phe còn lại. Cho nên là một bên tấn công thì cố gắng cướp được con hẻm, và một bên phòng thủ thì cố gắng phải giữ được cái con hẻm này. Đó, hẻm huyết mạch. Quân đội của phe đỏ đang rất là đông. À không, mấy cái nhạc kiểu thế mình không chuyển được, bởi vì nó dính đến bản quyền. Hôm sau khóa bay màu kênh ngay. Mình chỉ có thể chuyển sang mấy cái nhạc hùng hồn này thôi để các bạn nghe cho nó vui. Mấy cái nhạc của game đi. Nhờ. Nhạc này nghe nó hơi trầm bổng, nghe nó không được vui lắm. Chúng ta nghe cái nhạc này nó hay hơn này. Thank you.
Không phải mình mất mic đâu mà mình tắt mic đi để xem drama cho nó tập trung. Không phải mình tắt mình mất mic đâu. Từ nãy giờ đang ngồi đọc drama đây, anh em không thấy à? Rồi không biết là cái tình hình này còn làm lại được nữa không, nhưng mà cái thế trận ở đây nó coi như là mất sạch rồi. Lúc nãy mình nói với các bạn rồi là tại sao không hiểu sao là PFK họ đã gỡ cái CC ở chỗ này. Cái chỗ này đang ngon tự nhiên lại gỡ, tự nhiên lại gỡ đi thì thành ra là mới đầu mình cứ nghĩ là ý tưởng của bên PFK là lui cái CC về đây để kéo toàn bộ các cái quân đội của GAON và FPAK chui vào cái con hẻm này để hai bên gọi là hai bên tập kích từ hai sườn vào. Giống như đây là con ải chi lăng. Đấy, ải chi lăng ở đây. Nhưng mà thực sự là nó không còn là ải chi lăng nữa rồi. Bởi vì quân đội nó đi như chỗ không người và không có sự ngăn cản nào cả. Quân đội nó chảy như cái nước lũ thế này và bên kia không có sự chống cự nào cả. Quân đội của GHK cũng chỉ còn có hai rally. Và thậm chí bên Sen cũng vậy. Mình ở đây đang live stream cho các bạn xem là chúng ta thấy được là bên Sen như mình thấy, các bạn thấy là toàn bộ cái của buổi live stream ngày hôm nay mình tìm không thấy có một, hầu như là không có nhiều rally để hỗ trợ cho PFK trong cái cuộc chiến này. Toàn bộ là chỉ còn có hai cái rally heli đang thường trú ở đây. Còn ngoài ra thì toàn ở cách đó rất là xa. Đó. Mình không thể gửi được rally heli của mình. Và trong nhiều tình huống là mình phải tự động điều khiển cái đơn vị quân đội của mình đi đơn lẻ để tiêu diệt quân đội. Và thậm chí mình lập một cái rally mà đến 10 đến 20 phút sau nó vẫn chưa được đầy. Nó chỉ có hai cái con thôi, nên là đánh rất là khó. Đúng, thế thành ra là cái thời điểm hiện tại là bên GAON và FBAK họ đã tràn lên rất là đông. Và thực sự là không thể cứu chữa được trong tình huống này nữa rồi. Và cái pha này gọi là pha đi vào lòng đất. Mình gọi là pha gỡ CC đi vào lòng đất. Đến cái thời điểm hiện tại như thế này thì nếu như mà bên GAON và FBAK làm việc tốt thì thậm chí FBAK họ có thể xây sang bên này, xây sang bên này và tiến hành đốt cùng nhau. Thì lúc đó là có rời đỡ. Nó giống như một cái hiệu ứng domino. Khi đã mất một cái bình phong ở phía trước mặt này đi như này rồi thì cứ thế nó đổ sập, nó kéo theo rất nhiều các cái cuốn. Nó giống như lũ ấy, nước lũ nó cứ thế nó trôi thôi chứ cũng không thể nào mà ngăn cản được. Lúc đó thì tinh thần người chơi đi xuống và trong khi đó thì vực dậy nó rất là khó. Và cứ thế là thua thôi. Đấy, kiểu như vậy, đánh rất khó trong trường hợp này. Đấy, thôi thì buổi live stream của chúng ta đến đây là kết thúc thôi nhỉ. Chứ chuyện tình hình này thì nó chỉ cò cưa thôi. Bởi vì mình nghĩ rằng bên GAON họ sẽ cố gắng là giữ lại cái nhịp độ trận đấu để đốt được các cái ngôi làng của PFK cho nó xong, sau đó sang bên này. Thì khi sang được đến bên này thì cái lợi thế về mặt địa hình có thể giúp cho PFK, GAON và RZ hoặc là RM có thể là mở rộng được địa bàn của mình hơn. Nhưng còn chung quy cuộc chiến nó đang hăng thì tự nhiên một pha gỡ CC của PFK khiến cho toàn bộ cuộc chiến nó đổ sông đổ bể và toàn bộ các công sức nó cũng không còn. Như các bạn thấy là R5 của
của PFK đang thể hiện cái thái độ bất mãn của anh ta khi mà chủ động gỡ tất cả các ngôi làng không đợi chữa cháy hết nữa rồi. Thôi có lẽ là cái chiến trường này cứ thế mà đủ sụp thôi. Và mình nghĩ không biết là PFK tương lai ở trong cái chiến trường này sẽ như thế nào, liệu có đổi phe hay không, hay là chiến đấu độc lập một mình. Có lẽ là chúng ta sẽ cùng đợi phần sau sẽ rõ nhờ. Chứ còn cuộc chơi như thế này, đồng minh, mối tin tưởng giữa các đồng minh đã bị rạn nứt, và thậm chí xung đột xảy ra ngay ở trên kênh chat Moscow, khiến cho đối phương, đối thủ của họ cũng có thể theo dõi được cái cuộc drama này ngay trong nội bộ. Nội bộ bất đồng như thế này thì cái cuộc chiến này nó khả năng là sẽ được quyết định sớm hơn khi mà vòng 2 mở ra, tất cả các pháo đài được kiểm soát bởi bên phe đối thủ. PFK họ hoàn toàn có thể không tham gia vào trận chiến tiếp theo trong mùa, trong cái phần sau của bản đồ này nữa, mà thay vào đó họ có thể dùng súng đạn của mình để chĩa thẳng vào cái con hẻm chỗ thị trấn này. Mình đoán chỗ thị trấn này sẽ là một nơi tiếp tục xảy ra drama giữa GHK và PFK. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ở các cái video clip lần sau, các buổi livestream lần sau nhé. Ok, rồi có lẽ là buổi livestream ngày hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi nhỉ. Bởi vì đến đây thì cục diện cuộc chiến nó cũng đã vơi đi rồi, cuộc chiến căng thẳng không còn nữa. Hiện tại hai bên đang giữ mối lẫn nhau, và không rõ thì PFK họ còn gỡ tất cả các mảnh đất ở chỗ này nữa hay không. Mở đường cho GAON vào đốt GHK. Và theo như R5 của PFK họ có đưa ra là để xem GHK chống đỡ như thế nào trong tình huống này. Liệu rằng GHK có thay PFK đứng ở đầu sóng ngọn gió nữa hay không? Cái câu chuyện này chúng ta sẽ cùng xem ở phần tiếp theo của cái cuộc chiến này về sau nhá. Rồi, drama đến đây có lẽ là chúng ta tạm dừng nhỉ. Thế này đi. Nó cũng ngày hôm nay cũng rất là vui, vì chúng ta cũng sẽ thấy là phần cuối của video clip, mặc dù thấy cái sự cản lướt của GAON và FPAK, nhưng mà chúng ta cũng được đọc những cái thông tin, những cái mảnh phần chat rất là thú vị đến từ hai bên nhỉ. Rồi, còn có lẽ là video clip của mình cũng buổi livestream ngày hôm nay cũng tạm dừng ở đây thôi. Bây giờ là 11 giờ theo giờ Việt Nam, và chúng ta sẽ cùng cần phải đi ngủ nghỉ, và ngày mai chúng ta lại bắt đầu một cuộc chiến mới, một cuộc chiến ở cuộc sống nhé các bạn ạ. Chứ trò chơi nó cũng vẫn chỉ là trò chơi thôi. Mọi bức xúc trong trò chơi các bạn cũng không nên để nó ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài. Tốt nhất là chúng ta nên tìm thấy cái niềm vui trong trò chơi để giải tỏa áp lực cuộc sống bên ngoài, chứ không nên mang áp lực của trò chơi gây ra hậu quả cuộc sống bên ngoài các bạn ạ nhé. Rồi, có lẽ là buổi livestream tạm dừng ở đây thôi, chứ cũng không còn nhiều cuộc chiến nữa rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy là bên GAON họ đang cần phải triển khai quân đội lên phần bên trên, và PFK cũng vậy, chứ cũng không mạnh mạnh bạo đẩy lên nữa nhỉ. Rồi nhá.